chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình Vì Trẻ Em thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2015. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, Ban biên tập truyền hình Vì Trẻ Em đã nhận được thông tin về vụ việc hàng chục trẻ em ở thôn Xuôi Ngành, xã Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc thường xuyên phải nhập viện do bị các bệnh về đường hô hấp. Người dân trong thôn cho rằng nguyên nhân là do con em họ hít phải quá nhiều khói bụi xả ra từ nhà máy gạch Prime Vĩnh Phúc. Phóng viên của chúng tôi đã về địa phương để xác minh và làm rõ thông tin trên. Từ nhiều năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh đã phải sống chung với các loại thuốc điều trị viêm đường hô hấp như thế này. Cả bốn người trong nhà, không chừa một ai, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều phải thường xuyên lui tới bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh để điều trị ho và khó thở. Nhưng tội nghiệp hơn cả là cô con gái út Nguyễn Khánh Linh. Linh vừa trải qua đợt điều trị viêm phế quản dài 19 ngày tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Mới hơn 4 tuổi nhưng huyết áp của cô bé đã cao bất thường. Và đây, những ống khói nghi ngút này được chị Hạnh và người dân thôn Xuôi Ngành tố cáo là thủ phạm gây ra nhiều căn bệnh về đường hô hấp cho trẻ em và người dân ở nơi đây. Chúng là những ống khói của nhà máy gạch Bram Vĩnh Phúc đã tồn tại ở đây từ năm 2001. Những ống khói này hoạt động hết công suất, cả ngày lẫn đêm. Nếu mà nó đi viện thì nhiều lắm, nhưng cái là tôi không giữ lại bệnh án ở đây thôi, không có giữ sổ thôi. Tới đến lúc bụi quá, cồn quá thì bọn tôi kéo rong kéo rào ra cổng nhà máy. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy, ngoài việc bị ảnh hưởng bởi khói bụi thì người dân ở thôn Xuôi Ngành còn rất lo lắng về tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Bãi rác thải khổng lồ này của nhà máy gạch Bram Vĩnh Phúc chỉ cách khu dân cư có một con mương nhỏ. Trước kia, đây vốn là một cái đầm tên là đầm Xuôi. Tổng diện tích đầm khoảng 2 km², điều hòa không khí cho hàng trăm hộ dân thôn Xuôi Ngành. Khi về đóng tại đây, công ty cổ phần Bram Hoa Cương đã mua lại toàn bộ đầm này. Đến nay, khoảng 80% diện tích đầm Xuôi đã ngập trong rác. Cây cối không thể sống được. Nguy hiểm hơn cả là nguồn nước sinh hoạt của người dân bỗng nhiên ngả vàng, có mùi tanh, dùng để tắm giặt rất ngứa ngáy. Vì thế, người dân xung quanh đây không dám sử dụng nước này để sinh hoạt, mà toàn phải đi mua. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Xuân là cộng tác viên dân số của thôn Xuôi Ngành cho biết, tình trạng trẻ em trong thôn liên tục bị các bệnh về đường hô hấp đã kéo dài nhiều năm nay. Trước mới nhà máy mới về thì bọn cô ra nhiều lần như thế, vừa ô nhiễm nước, vừa ô nhiễm bụi này thì còn chủ tịch, phó chủ tịch thì còn sang. Nhưng bây giờ nó lâu nhiều, nó nhiều lần rồi thì chủ tịch, phó chủ tịch cũng chả thấy sang nữa, chỉ có đưa công an sang để dẹp cho sợ bọn cô là phá cái nọ phá cái, nhưng bọn cô chả bao giờ phá cái gì cả. Chỉ có ra để đề nghị là mới lại giám đốc mới công nhân đấy là làm nào cho nó khỏi bụi, không trong này trẻ con nó không sống được. Chúng tôi tìm đến Ủy ban Nhân dân xã Tam Hợp để xác minh thông tin mà bà con phản ánh. Nhưng chúng tôi không gặp được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Tiếp chúng tôi là ông Nguyễn Văn Bính, Bí thư Đảng ủy xã. Tuy nhiên, ông Bí thư Đảng ủy cho rằng đây là việc của chính quyền. Ông không được biết nên đề nghị chúng tôi chờ để làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Thế nhưng, chờ đến gần 3 giờ chiều, chúng tôi vẫn không thể gặp được ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Em tắt máy đi, đang làm việc, quay đi. Hả? Làm việc với Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phạm Mạnh Cường, Phó Chi cục trưởng cho biết, sau khi nhận được đơn kiến nghị của người dân, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đối với công ty Bram Vĩnh Phúc. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã tiến hành lấy một mẫu nước thải và một mẫu không khí tại công ty. Chính ra là từ các nhà máy xí nghiệp là phải quy hoạch vào một khu ở xa khu dân cư. Cái này nó ngay từ đáng nhẽ phải quy hoạch ngay từ đầu, nhưng mà nó cũng nhiều yếu tố. Cái này thì nó không thuộc thẩm quyền bọn anh. Cũng theo thông tin từ Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, thì trước đó, vào tháng 8 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại công ty Bram Vĩnh Phúc. Sau khi kiểm tra, Bộ cũng đã ra quyết định xử phạt công ty này 100 triệu đồng vì các hành vi vi phạm về môi trường. Tuy nhiên, mức phạt 100 triệu đồng có lẽ không phải là biện pháp triệt để và mạnh tay để giải quyết vấn đề môi trường ở thôn Xuôi Ngành. Người dân ở đây rất cần các cơ quan chức năng sớm đưa ra các giải pháp để đảm bảo môi trường sống cho họ và con cái họ.
Nếu vấn đề này không được giải quyết sớm, thì chúng ta sẽ phải trả giá bằng sức khỏe và tính mạng của hàng trăm hộ gia đình.